Hi, xin chào mọi người. Thì chúng ta vừa nhận được kết quả báo cáo tài chính của công ty Nvidia vừa mới ra cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi. Đây là một trong những cái báo cáo quan trọng nhất mà mình nghĩ là vào thời điểm này đối với tất cả những công ty khác luôn, và đặc biệt là với cái portfolio của mình ở trên Robinhood, tại vì đây là cái slot mà mình giữ nhiều nhất nha mọi người. Và trong cái báo cáo lần này chưa nói kết quả nó như thế nào, nhưng mà stock sau khi nó nhận được báo cáo thì nó rất rất là nhiều nha mọi người. Mình muốn chia sẻ mọi người những cái stock mình đang nắm giữ cũng như là stock của Nvidia cập nhật một chút xíu vào thời điểm này nó đã như thế nào. Thì vào thời điểm này khi mình đang record cái video này, stock của mình đã xuống là khoảng hơn 1.8%, gần 2% rồi mọi người. Xuống hơn 1.200 vào thời điểm này. Đa số rất nhiều stock màu nằm trong màu đỏ vào ngày hôm nay, đặc biệt là những cái stock về tech nha mọi người. Nhưng riêng với stock của Nvidia thì các bạn thấy là vào thời điểm này, ngày hôm nay thôi, riêng ngày hôm nay nó đã rớt là khoảng hơn 7%, gần 8%. Riêng chỉ sau after hours nha mọi người, sau khi kết quả nó đưa ra, cái báo cáo trong cái quý vừa rồi, thì stock này rớt đến là hơn 5.6% vào thời điểm này. Còn đây chính là cái báo cáo của công ty Nvidia vừa mới được ra mắt vào chiều ngày hôm nay. Trong cái quý này thì công ty Nvidia này báo cáo là có cái mức tăng trưởng là lên đến hơn 122%. Tại vì cái nhu cầu của chip về data center để mà keep up, để mà theo với cái xu hướng về artificial intelligence trong suốt hơn một năm vừa rồi, có rất nhiều công ty order chip từ Nvidia, ví dụ như Meta, Microsoft, Google. Cho nên trong cái quý vừa rồi thì nó đã có cái mức tăng trưởng là lên đến hơn 120%. Riêng cái earnings per share đã biết được cái dự kiến của Wall Street đặt ra, thực tế là 68 cent so với là 64 cent. Và revenue doanh thu cũng là hơn 30 tỷ đô la so với là cái mức đặt ra chỉ là 28.7 tỷ đô la. Có nghĩa là nó vừa beat được earnings cũng như là vừa beat được revenue luôn. Và trong cái báo cáo này thì công ty Nvidia cũng dự kiến là sẽ có cái doanh thu trong cái quý này sẽ là 32 tỷ, sẽ vẫn tiếp tục tăng lên nha mọi người. Thì nó cũng cao hơn cái dự kiến mà Wall Street đặt ra chỉ là 31 tỷ nha mọi người. Điều này đồng nghĩa là cái tăng trưởng là đến hơn 80% so với là một năm trước. Và tuy là cái mức tăng trưởng là lên đến hơn 122% trong cái quý vừa rồi, nhưng mà nó đã thấp hơn là cái mức gần 200% trong 2-3 quý vừa rồi mà công ty Nvidia này mang lại nha mọi người. Cái income cũng đã cao hơn gấp 2 lần, 6.18 tỷ một năm trước, gấp 3 lần so với là cùng quý năm ngoái. Cho nên là stock này trong một năm vừa rồi nó cũng lên là hơn 150%. Và đến thời điểm này thì công ty Nvidia đã trở thành công ty top 3 có cái giá trị lớn nhất toàn cầu. Hiện tại bây giờ thì nó đã đứng thứ hai chỉ sau Apple và đứng trước Microsoft rồi mọi người. Và nói rõ hơn một chút xíu về cái báo cáo lần này của công ty Nvidia, đó là cái doanh thu từ data center đã tăng lên là hơn 154% so với là cùng kỳ năm ngoái, và chiếm đến hơn 88% tổng doanh thu, số là khoảng hơn 26 tỷ. Và cái mảng doanh thu về game, về gaming chỉ là 2.9 tỷ đô la nha mọi người, tăng cũng là 16%. Thì bạn thấy là cái nhu cầu về artificial intelligence, những cái chip để mà sử dụng vào trong cái lĩnh vực này đã tăng lên rất là nhiều. Và trong cái quý vừa rồi thì những cái chip như là X100 và X200 của công ty này đã mang lại rất nhiều tiền cho công ty Nvidia. Và trong cái quý tiếp theo đây thì công ty Nvidia dự đoán là doanh thu từ cái con chip mới Blackwell sẽ mang lại rất nhiều tiền cho công ty Nvidia, tại vì có nhiều công ty đã đặt hàng cũng như là nó đã gửi cái sản phẩm này ra cho nhiều công ty lớn, nhiều đối tác lớn của nó để người ta có thể là thử nghiệm cũng như là dùng trong thời gian tới đây. Thêm nữa là trong cái quý này thì cái gross margin, có nghĩa là cái margin profit, cũng đã giảm đi một chút xíu từ cái mức là 78%. Những công ty về chip này có cái margin profit rất là cao nha mọi người. Nó bán ra 100 đồng thì cái lợi nhuận của nó từ những cái sản phẩm nó bán ra đã lên hơn 70 mấy% rồi. Nó xuống một chút xíu so với là cùng quý năm ngoái, đó là 75% so với là 78% nha mọi người. Nhưng mà thực sự thì nó cũng không có quan trọng cho lắm, tại vì vẫn ở cái mức rất là cao. Và thêm nữa là trong cái quý này thì công ty Nvidia cũng đã thông báo về cái program là buyback stock của Nvidia,
với cái số tiền bỏ ra là lên 50 tỷ đô la nha mọi người, 50 tỷ đô la để mà mua lại những xe của Stock Nvidia. Thì khi những cái công ty này có tiền dư nha mọi người thì nó có thể sử dụng để mà reinvest, đầu tư lại vào trong công ty của nó để mà tiếp tục phát triển ra, nghiên cứu thêm sản phẩm mới, cũng như là nó có thể dùng cái số tiền này để mà mua lại những cái xe của nó để mà tăng vốn chủ sở hữu. Nhưng mà tuy là cái báo cáo có thể nói rất là tốt như vậy, nhưng mà stock rất rất mạnh vào thời điểm này nha mọi người. Khi mình đang record cái video này vào thời điểm này nha mọi người thì nó đã rất là 5.20%, 22%, giá của nó bây giờ chỉ là 119 đồng so với là giá vào ngày hôm nay khi mà cái market mở cửa là đến 125, 126 đồng. Bây giờ rớt gần 10 đồng một share rồi mọi người. Và như mình đã nói với mọi người rất là nhiều lần thì đây là cái stock number one của mình để mà mua và giữ long term. Mình muốn chia sẻ với mọi người cái suy nghĩ của mình về cái stock này, lý do tại sao nó có cái earning tốt như vậy, cái báo cáo tốt như vậy nhưng mà stock nó vẫn xuống. Thì như mình đã nói trong cái báo cáo này, đó là công ty này có mức phát triển là lên đến 120% nha mọi người trong cái quý vừa rồi. Nhưng nếu mà so sánh với những cái quý trước thì nó có cái mức tăng là đến gần 200%. Có nghĩa là tuy là công ty vẫn phát triển, vẫn tăng trưởng rất là nhanh, hơn double, là một cái con số có thể nói là cực kỳ kinh khủng với cái công ty mà kích cỡ lớn như Nvidia, công ty đứng thứ nhất, thứ nhì toàn cầu nha mọi người. Thì cái mức tăng trưởng như thế này có thể nói là kinh khủng luôn mọi người. Nhưng mà stock của nó vẫn xuống. Đó là tại vì người ta thấy được là cái mức tăng trưởng của nó đã chậm lại so với là 1-2 quý trước, lên đến là hơn gần 200%. Thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra, ai cũng đoán được điều này. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra sớm muộn như vậy. Tại vì không thể là nó keep up cái mức tăng trưởng là lên đến 100-200% every single quarter nha mọi người. Không phải là quarter nào, năm nào nó cũng phải lên nhiều như vậy. Và bây giờ cái mức độ tăng trưởng của nó đã chậm lại. Đây là một điều hiển nhiên. Mình nghĩ là với mức tăng trưởng là lên đến hơn 100%+ trong cái quý vừa rồi và thậm chí là những quý tới đây, năm 2025 đi. Và cái mức doanh thu, cái mức tăng trưởng của công ty Nvidia là giảm xuống chậm khoảng là 50-60% và năm 2026 chỉ là 40-30%. Thì mình nghĩ là vào thời điểm này giá của Nvidia vẫn rất hấp dẫn đối với mình. Cho nên là mình vẫn sẽ tiếp tục mua thêm cái stock này nếu mà mình có cơ hội. Nếu mà thực sự chúng ta so sánh Nvidia với những công ty khác và với cái mức return là chỉ cần hơn 20% một năm trong những năm tới đây thôi thì mình cũng đã rất happy để mà bỏ một cái số tiền lớn vào trong cái công ty này rồi. Mình không có hy vọng, mình không có nghĩ là công ty này sẽ tiếp tục lên mạnh hơn, có nghĩa là lên đến hơn là 150% trong vòng một năm nha mọi người. Mình nghĩ là điều này rất khó cho Nvidia có thể xảy ra. 150% có nghĩa là cái market cap của nó sẽ lên đến là khoảng hơn 7 trillion đô la. Stock của nó sẽ hơn gấp đôi, gần gấp 3 thêm một lần nữa. Mình nghĩ điều này sẽ không xảy ra. Nhưng nếu mà trong vòng khoảng là 1-2 năm tới và cái stock này lên mức giá là khoảng 150-160 thì cũng rất là happy với cái position này rồi, với mức return mà nó đem lại cho mình rồi. Cho nên là mình không có kỳ vọng quá nhiều lên đến là gấp đôi hoặc là gấp 3 trong vòng khoảng là 3 năm hoặc là 2 năm. Chỉ cần lên khoảng 20%, hơn 20% mỗi năm đã là một cái mức return cực kỳ lý tưởng cho một cái stock rồi mọi người. Và như mọi người đã thấy thì hiện tại mình đang giữ là 80 share của Nvidia và mình sẽ hy vọng nha mọi người, mình sẽ có được 100 share của Nvidia trong thời gian tới đây nếu mà mức giá nó tiếp tục xuống thêm. Và đó chính là cái kế hoạch của mình trong thời gian tới đây, sẽ cố gắng gom đủ 100 share của Nvidia. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.